ở trên tàu này có cái quầy bánh đó, mọi người cứ lại lấy ăn tự nhiên nha. Em giỡn vui trong đám mình chứ có nói ai đâu mà anh lên xịt xịt qua gió. Mình là mình muốn hâm nóng tình yêu mình hết, mình sợ hai đứa chết rồi, sáng nào mình cũng hát cho nó nghe. Mình hát chúc ông xã một buổi sáng tốt lành nha. Cái kiều cái nó trả lời nè, anh đi viết nhà đây. Hai mọi người, hiện tại mình đang đứng ở ga tàu thủy Bạch Đằng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của cô bé Kiên Giang và mình là Emmy. Hôm nay nhân tiện một ngày cuối tuần cho nên là Emmy đã có hẹn những người bạn, những cái gương mặt mà rất là quen thuộc trên kênh của mình để mà đi ăn uống rồi cà phê. Và có một cái tiết mục rất là quan trọng nữa mà đang rất là trend ở giới trẻ Sài Gòn, đó chính là đi ga tàu thủy trên sông Bạch Đằng nha mọi người. Và những gương mặt góp mặt trong vlog lần này là ai đây ta? Là ai đấy mọi người? Mọi người có đoán được không ạ? Đầu tiên chính là bạn Tuấn Beo miền Tây nha mọi người. Đi qua đây, bị chửi nó má, bị chửi nó đây nè. Không được đạp lên cỏ nha mọi người. Phải có ý thức nha, không được đạp lên cỏ. Bạn Tuấn Beo miền Tây nha mọi người. Và tiếp theo đó chính là Xuân Quanh Xuân Phố rồi. Và tiếp theo là Linh Mỹ. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi vô mua vé nha mọi người, rồi bắt đầu mới gửi xe nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ là em mình sẽ đi mua vé nha mọi người. Mọi người nên lưu ý là mua vé trước rồi mới vào gửi xe sau nha mọi người. Anh mua vé này không ạ? Mới tính một cái 5 giờ nha. Dạ. Bây giờ nó đi từ đây qua cầu Sài Gòn quận 2 rồi quay về, đi về là 50 phút. Giá vé là 30.000 một người nha mọi người, là đi về luôn đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy cho em 6 vé à? 180. Em thì sẽ mua 6 vé với giá 180.000 nha mọi người, rồi sau đó mới vô gửi xe. Nhưng mà còn đến tận 40 phút nữa tàu mới chạy lại, cho nên là em thì không biết là sẽ dắt mọi người đi đâu nữa. Đây mọi người, ủa cái này chỉ là cái chỗ gửi xe đó anh. Đi qua bên kia là hả? Okay. Dạ, cảm ơn ạ. Đeo đây mặc đồ như đi Nha Trang vậy ta. Đeo đây mặc đồ như đi Nha Trang. Trời ơi. Trời ơi, hôm qua áo beo kia tụi mình là phải mặc đồ trắng. À, cái đét có màu trắng mọi người. Ô, có một đám mây đen. Mọi người ơi, hôm nay tụi mình đi Vũng Tàu với 6 người mọi người. Em bị nó mua 6 vé. Người đây chính là bến Bạch Đằng nha mọi người, bến sông Bạch Đằng. Là mọi người hãy nhìn sao sao phía đằng kia có một đám mây đen. Ngoài nữa tàu không hoạt động được. Đi đâu vậy? Đi quay tụi tao. Kênh của ai? Kênh của tao không chứ? Kênh của mấy đứa này đâu? Dạ, đi quay cho nó đi. Dạ, em rồi để tao nhăn cho cộng đồng mạng chửi tao nữa đi nha. Thôi mọi người có thể thấy ở phía đằng kia là họ cũng có nhiều người, người ta đang ngồi uống cà phê hoặc là người ta cũng đang đợi tàu giống như tụi mình đó mọi người. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người tham quan bến Bạch Đằng nha mọi người. Những dự định rất là tươi sáng trong tương lai nha mọi người. Mọi người có thể thấy phía đằng kia chính là cái cầu nó đang xây. Anh quay gần gần lại em xíu nào, đừng quay xa quá. Mọi người, cái cầu ở đó đang xây đó mọi người. Còn phía đằng kia là công viên mà mới mở ở ngang phố đi bộ Sài Gòn. Đó, thì cái view này đang hiện tại đang rất là hot luôn. Và trước khi mà đi lên tàu thì em cũng muốn giới thiệu sớm mọi người, chắc là ai ở Sài Gòn thì không thể nào không biết tới cái trend dạo này đang rất là hot, đó chính là đi tàu thủy trên sông Bạch Đằng. Đi water boat đó mọi người, water boat đó. Người gọi là gì đó, water boat đó. Đi đứng rồi làm gì đứng bên đó vậy? Kênh của
Tao đi lâu rồi mà đi theo nguyên vàng sao vậy đó. Đi nguyên vàng bự sao vậy đó. Vậy mày phải không cây cờ chứ Huyên. Cái này mày phải không cây cờ. Đúng rồi. Rồi đang đi theo tụi em rồi mình đi đi tối ngày tour tối ngày ta. Vừa mới kết thúc cái cua. Cái tour Cần Thơ xong. Giờ tới cái tour này. Mọi người thì tụi mình mua vé vào lúc 5 giờ nhưng mọi người và phải có mặt ở bến tàu trước 15 giờ, trước 15 phút. Đó. Thì á, bình thường á, hôm qua mày lên trên web mày coi á, thì nó để là 4 giờ mà không hiểu sao ở đây thì nó lại nói là chuyến sớm nhất là 5 giờ. Cho nên em nghĩ là mọi người nếu mà muốn đi á, thì nên lại trực tiếp quầy vé để mà hỏi khung giờ mọi người cho chắc nha. Mọi người nhìn cái khung cảnh, nhìn cái view ở sau lưng với mày á, giống như là bên nước ngoài vậy mọi người. Bên bên cái thành phố Hồ Chí Minh City á. Rồi em bị mệt quá, hẹn gặp lại mọi người ở trên tàu nha. Mọi người ơi, cũng gần đến giờ lên tàu rồi cho nên là tụi mình sẽ di chuyển qua cái hướng mà để xuống tàu nha. Mọi người ơi, hình như tình yêu không có lỗi lỗi bản thân nè mọi người. Bèo tối ngày kêu bồ mình hung nó nấu hoài với mọi người. Làm lại coi. Phải nói mới được, phải nói chuyện mới được. Không em biết. Đây là những gương mặt rất là quen thuộc nha mọi người. Ê, ăn mấy con cá này chắc bổ dữ. Thì nói chung nước ở chỗ này thì tương đối trong nha mọi người. Nước đây thì nói chung khi mà mình xuống mình tắm thì mình sập nó. Nói chung nước ở đây nhìn trong á, nhìn nó tinh khiết á. Mọi người, thì trước khi mà hở lên trên tàu thì mình cũng sẽ nói cho mọi người cái timeline ngày hôm nay của tụi mình nha. Đầu tiên là tụi mình sẽ đi cái tàu này, xong rồi hở sau đó tụi mình sẽ đi uống trà sữa nè, cà phê nè, ở một cái quán rất là quen thuộc cái thời sinh viên mà mình đã từng gắn bó với cái quán đó nha mọi người. Và tiếp theo đó chính là tụi mình sẽ đi ăn hải với lồ xong rồi. Xong rồi đi đâu nữa ta? Đi đâu nữa thì mọi người hãy cùng xem hết vlog nha mọi người. Đây giới thiệu là thành phần tham gia vlog. Tấn Beo miền Tây. Xung quanh Tân Phú. Con nhỏ này, nhỏ thấy ghét mà quay tới nó im gu á mọi người. Nó mặt ngầu ngầu á. Ở này là thằng em của tôi. Say hi what's up bro. Còn thằng này. Thằng này cãi nó. Xếp hàng nha mọi người, đang xếp hàng để lên tàu nha mọi người. Ủa đi đâu vậy? Đâu vậy? Đi mua nước rồi, tưởng đây đi mua thuốc xe xe sẽ sống chứ. Đang xếp hàng. Mình đi 5 giờ. 5 giờ. Bữa nay cái gì? Tụi mình đang đợi. Ê sao tự nhiên trời giống như chỉ mưa vậy trời. Trời mưa mà. Không mưa đâu. Xót vé nha mọi người. Xót vé xong rồi đi xuống. Để mình quay cam sau lại cho mọi người. Lên tàu nha mọi người. Đây là tàu Trung Quốc của Don Xe Gặp Ba nè. Sài Gòn Waterbus trân trọng kính chào quý khách. Tàu khởi hành từ Bạch Đằng đến Bình An sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Hành khách nào có vé đi tàu, vui lòng phải chuẩn bị tiền. Wow. Xin cảm ơn. Welcome to Sài Gòn Waterbus. Mình ngồi ngoài đi.
Thịnh thùng mày biết luôn đi. Thịnh không biết Thịnh. Thùng ơi thùng lên chán sao á. Chết rồi dựa rồi dữ. Lâu dữ không có hơi đàn ông. Quá thầy. Phụ quá. Vậy nói em rồi lấy chồng đó rồi. Anh mới gọi là hồi nó thấy cái nữ sinh bị gớt xuống sau giữa sông Sài Gòn. Thì nó bậy đó bà. Ừ nó trời nói gì trời. Chẳng biết. Mọi người thì tụi mình đang ở trên một chiếc du thuyền 5 sao và phía sau là những gọi là những cái gọi là cái lục bình. Quên nói chung cái xe này cũng nhiều ghế. Thì cái xe này cũng rất là nhiều ghế. Thì đội hình 6 người, người tụi mình. Ủa 1 2 6 3 4 5. Giỡn dữ. Người ta đi cái này là người ta chiêu rồi đó. Mình đến thì mình giỡn. Mình ngồi mình cực khổ như nào. Ngồi là trời ơi 30.000 bạc nè. Ra sao ngồi đi. 30.000 bạc nè, cộng đồng mạng coi giùm tôi nha. Ơi. Ngồi sao còn chỗ nào. Đó. À cộng đồng mạng coi giùm tôi nha, 30.000 bạc ngồi vậy nè, cộng đồng mạng thấy được không? Kêu chắc quyền xuống đi. Cộng đồng mạng kêu cộng đồng mạng xuống đi nè. Cộng đồng mạng coi giùm tôi nha. Ủa mà cái nút live stream ở đâu con ta? Mọi người ơi thì ở trên tàu này á, mọi người ơi thì ở trên tàu này có cái quầy bánh đó, mọi người cứ lại lấy ăn tự nhiên nha. Em giỡn vui trong đám mình chứ có nói ai đâu mà anh lên xịt xịt quầy đó. Thì có quầy bánh đó mọi người cứ lại lấy ăn tự nhiên, cái quầy đó là quầy buffet nha. Khổ quá. Khổ quá. Giờ 30.000 bạc ông đồng bán xuống coi em ơi. 30.000 mà để coi nha, khổ nha. Trời ơi, chánh quyền đâu. Mọi người tàu sắp khởi hành nè mọi người ơi. Con tàu gạt trên trống lên rồi đó. Hỏi chú có đi không không? Không, anh xin mấy con này. Chú lên luôn đi, lên luôn đi. Lên luôn chú ơi. Hỏi chú chạy xe máy sao? Hỏi chú đi cano đi sao chú? Đó, neo lại đó. Khóa cửa lại đó. Mà nói gì đó. Cái câu gì đó, cái câu đẹp đẹp.
tuổi sao mua bánh tráng rồi đó. Mọi người tới cái bến Bình An nha mọi người, tới bến Bình An đó mọi người, tới cái bến Bình An nè mọi người, view đẹp lắm, tôi thấy cái lên mắt 81. Mọi người ơi, sau khi mà dừng ở bến Bình An 15 phút thì bây giờ tàu sẽ bắt đầu khởi hành và quay trở về cái điểm xuất phát lúc nãy nha mọi người. Đó chính là bến Bạch Đằng nha mọi người. Giờ tụi mình xong rồi đó. 30 mạng của tôi đó, mọi người mạng vô coi giùm nha. Đi vô đây đó. 15 ngàn đi, 15 ngàn rồi là 30 ngàn. Là 30 ngàn một người đó. Nha Trang vui quá. Bây giờ tụi mình sẽ lấy xe và di chuyển ra cái địa điểm thứ hai, đó chính là cái quán trà sữa mà Amy đã giới thiệu mọi người ở đầu vlog rồi đó. Hẹn gặp lại mọi người ở đó nha. Bye bye. Hi mọi người, Amy đã đi đến cái quán trà sữa mà hồi nãy Amy nói mọi người rồi nè. Mà tại vì kẹt xe quá, chạy từ quận 1 qua đây mất 20 phút. 20 phút lần đó mọi người. Và đây là cái quán trà sữa nằm ở số 1 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2. Là một cái quán trà sữa mà có thể nói là nó gắn liền với cái thời sinh viên của em mì luôn mọi người. Hồi xưa đi học á hả, em mì rất là hay học xong rồi hả, cùng với Beo nè, mọi người Hòa này kia đó qua đây uống cà phê mọi người. Tại vì ở đây có rất là nhiều món nước mà em mì rất là thích luôn, những cái món nước mà chỉ có ở đây mới có thôi đó mọi người. Nó thì ở đây cũng chỉ là một cái quán cốc thôi người ơi, nhưng mà kiểu lâu lâu, mặc dù bây giờ không còn đi học nữa, nhưng mà lâu lâu cũng qua đây cà phê này nọ. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Tụi mình đã chọn ở chỗ này để mà quay lên vlog giới thiệu với mọi người, để cho mọi người có thêm một cái sự lựa chọn về những cái món uống rất là đặc biệt đó trong một ngày, nếu mọi người không biết uống cái gì á mọi người. Em ơi chị xin cái menu nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ gọi nước cho mọi người. Có rất là nhiều món nước rất là độc đáo, mà đặc biệt ở quán này là có những cái món trà sữa bơ, sinh tố bơ mà mix với lại cà phê trứng rồi này kia đúng không em? Nó vừa nướng cái nọ mọi người, rất là lạ. Một hồi nữa mình sẽ gọi ra và hãy giới thiệu mọi người thưởng thức cho mọi người xem nha. Rồi em muốn gì Thịnh? Muốn cái em cái sinh tố bơ kem trứng vừa nướng. Một sinh tố bơ kem trứng vừa nướng. Nghe cái tên đã rất là lạ rồi phải không mọi người? Một sinh tố bơ kem trứng vị cà phê nướng. Uống cái gì đơn giản thôi. Cho em một trà mảng cầu. Trà mảng cầu. Trà mảng cầu. Trà mảng cầu. Beo đang đi tóc cho mọi người, cho nên Beo uống cái gì nó heo thì chút xíu. Trà mảng cầu nha. Em thì sẽ gọi cái món uống mà rất là quen thuộc, em thì đến đây là phải gọi món đó cho mọi người, đó chính là món trà sữa kem trứng vị cà phê nướng.
trà sữa, kem trứng thì cà phê nướng. Qua uống gì? Em cái trà sữa bơ, kem trứng vừa nướng. Trà sữa bơ, kem trứng vừa nướng. Và em thì sẽ gọi một ly nữa. Anh không biết uống gì phải không? Em kêu cho anh nha. Ở trong đây em thì thấy có một cái món nướng. Có một cái món nướng rất là lạ mọi người, tao nó dài thòn à. Lấy cho chị thêm một trà sữa, kem trứng, vị cà phê dừa, nướng trứng muối. Có bò cuộn kim châm đúng không? Rồi lấy cho chị bao nhiêu đó nha. Mọi người, em thì dắt mọi người vô trong quầy nước để cho mọi người có thể xem chi tiết cái menu hơn nha. Đây mọi người, quán sinh tố mà nãy giờ em giới thiệu mọi người có tên là Sinh tố Thibulo nha mọi người. Ở đây chỗ cái không gian mình ngồi thì rất là rộng rãi và thoáng mát, mặc dù nó nhìn nó rất là bình dân mọi người. Và một món nước uống á chỉ dao động từ 25 đến 35 nghìn thôi nha mọi người. Đây nguyên một cái menu rất là nhiều món uống đa dạng nha mọi người, và nó mix lại với nhau uống rất là lạ luôn á mọi người. Cái này là đang làm món trà sữa kem trứng nha mọi người, kem trứng nướng nha mọi người. Mặc dù là một cái quán cóc thôi, một quán nước bình dân thôi, nhưng mà nhìn cái quy trình để làm ra một cái ly nước nhìn rất là chuyên nghiệp luôn nha mọi người. Em sẽ đứng đây để cho mọi người xem những cái món nước của mình sẽ qua những cái quy trình nào mà nó ra thành phẩm nha mọi người. Đây mọi người, đây là trà sữa kem trứng nướng nha mọi người. Trà sữa kem trứng nướng nha mọi người nha. Wow. Một ly này là bao nhiêu anh? 35 ngàn, nhưng mà rất là chuyên nghiệp chứ mọi người. Rất là công phu luôn. Nhìn rất là công phu. Quán ăn ngon là phải công phu. Không có khác gì mà mấy cái quán nước mà kiểu xịn sò chơi luôn mọi người. Anh cái anh chủ quán mọi người là từng làm pha chế trong một cái quán nước 5 sao nha mọi người. Mọi người ơi, nước của tụi mình đã ra. Mọi người làm gì mà hớ hở vậy? 2, 3. Nước của tụi mình ra nè mọi người. Dạ. Trà sữa bơ. Trà sữa bơ, còn của em còn một ly nữa nha. Mọi người nãy giờ em đợi cho nó ra đủ á mọi người, để mẹ em quay lên cho mọi người xem. Mọi người nhìn nè, rất là hấp dẫn luôn mọi người. Với cái mức giá mà 20 mấy 30 mấy nghìn một ly á, mà cái ly nó chất lượng như thế này mà hả, cái quy trình làm rất là công phu, thì mọi người rất là nên đi qua cái chỗ này để mà thử uống thử nha mọi người. Mà ngồi ở không gian này hả, buổi tối rất là chill luôn mọi người nhá. Tháng mà hả, nó rất là bình dân luôn mọi người, có thể mặc một cái bộ đồ bộ ở quên bộ này, bộ này đi Nha Trang nha, quê đi biển nha đó mọi người. Đây là ly sinh tố bơ trứng muối nha mọi người. Em mình sẽ nếm thử, nó rất là béo. Cái mà béo thì là hả thuộc sở trường của Mỹ Linh mọi người. Nãy giờ nó cứ hả bắt em mì quay lẹ lên để cho nó ăn mọi người. Trời ơi mọi người nhìn nè. Sinh tố bơ, trà sữa. Cái này là dừa nướng, cà trứng. Trứng dừa nướng nha mọi người. Là hơ hơ quẹt bằng cái cây thè. Thè. Khò. Khò. Khè là mày gì đó, mày khè đó. Mọi người em sẽ nếm thử nha mọi người. Đó. Trà sữa thì nó không có bị béo gắt mà nó đậm cái vị trà, nó thơm thơm của mùi sữa. Vậy thiệt mà, nó không có bị béo. Tôi đâu có gì đâu. Trời ơi. Anh làm mặt gì đó, em đang biểu cảm đó. Giống như là mình đang ăn cái bánh xốp vậy đó mọi người, mà mình còn nhai họ nhai kiểu nhai trong miệng cái vị đường nữa, nó rất là ngon luôn, nó mặn mặn một chút xíu. Nó có tan không? Nè của ai trời, ông trả ăn đi nha. Uống quanh hả? Ừ, uống quanh ăn này đi. Dạ, chị là cái ly dài nhất. Nhưng mà này là dài nhất. Ừ. Mọi người xin tố bơ trứng muối. Hút cái ly á. Giống như là đang bánh vậy mọi người. Mặt mà nhìn mấy giống tỏi á. Đậu phộng với lại cái gì? Dừa. Ha, dừa. 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 Dừa nướng. Giống như dừa sấy khô vậy đó hả? Ừ. Tố bơ kem trứng dừa nướng. Trời ơi. Đỉnh thật sự nha mọi người.
Bơ thì nói chung là cái vị chính của nó á, là bơ với trà sữa mình thấy một cái điểm chung là nãy giờ nó không có bị béo mọi người, mà nó kiểu nó thanh, uống nó không có bị gắt cái cổ họng. Tại vì béo trên đây là nó đủ rồi, mình nghĩ vậy mọi người. Cái gì? Cái này là trứng muối mọi người, thì cái vị trứng muối này trên kia nó cũng giống vậy thôi mọi người. Nhưng mà cái này nó có trứng nè. Ồ, trứng muối nè mọi người. Má ơi đỉnh cao luôn á trời. Em ăn sinh tố hay là em uống ok. Thì em nghĩ trà sữa thì nó cũng giống cái ly của xung quanh thôi. Nha. Quay hai bạn này cho hai bạn này nêu cảm nghĩ. À, kìa, diễn bánh kìa, diễn bánh kìa. Nhiều cái nách. Rồi sao? Ngon. Nhất nè. Thấy sao đấy? Mỹ Linh là một gọi là một chuyên gia. Mỹ Linh là một chuyên gia về những món ngọt nha mọi người. Là đạo những cái món béo ngọt này nọ. Thì Mỹ Linh đánh giá những món thức uống này là nó khách quan nhất luôn. Cái này là cái gì anh? Trà sữa banana cotta. Trà sữa banana cotta. Một dạng này nhưng mà nó sẽ làm lên tim nó sẽ đông lại. Nó lắp ở dưới cái chai ngốc này nhưng mà nó sẽ dạng đặc con nhà. Rất là chuyên môn mọi người. À mặc dù anh nói mày không có hiểu. Anh chủ quán vừa mới tặng cho mày thêm một cái chai này nữa là trà sữa đóng chai, ở đây cũng có bán luôn nha mọi người. Thì cái lớp kem ở dưới này á theo cái công nghệ gì đó trong chuyên ngành anh nói nãy mày không hiểu mọi người. Nó cũng giống như là cái lớp này vậy nè. Cái gì? Cái banana cotta. Gì calatin là dưỡng sắc hả? Đông cái này lại. Đông cái này lại mọi người là mình có thể bỏ vô tủ lạnh 4 ngày nha mọi người. Đó. Ờ cái này là mang về. Muốn ăn để vô trong cái lò chi tấm mình mà mình hấp lên nha các bạn ơi. Đó, còn là trà dâu hồi nãy mình có gọi thêm một ly trà dâu nữa. Trà dâu đỉnh. Sao? Ngon đúng không? Thích rồi, cái này thích. Thích. Mình lên thích kìa, nhắn mạnh vô nó thích kìa. Ngon lại. Đúng không? Lại. Lai dị xe đi. Một tim nha. Mình lưu lại nha. Trời mọi người nè mọi người. Cái là cái kiểu nó như vậy, mình trang trí kiểu nó như vậy chứ không phải là nó chảy đổ tháo hết đâu nha mọi người nha. Mọi người mình xin ăn. Ngon lắm á. Cái này là gì trời? Cà phê gì đó. Cái món dài dài chứ, món dài dài á. Uống đi. Món dài là món này nè. Vừa nướng chín mấy. Đỉnh thật sự luôn mọi người ơi. Sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Cà phê nướng. Nói chung là đại đi, mệt quá. Không biết cái món gì là món gì á. Trời ơi, cái này ngon à. Trà dâu. Uống vô á, nó không phải là cái vị trà dâu không, mà nó thơm chứ như mùi sữa dâu vậy á, đúng không? Nó thơm mùi sữa dâu nha. Mọi người ơi, tụi mình ngồi uống nãy giờ được gần 30 phút rồi mọi người. Uống cũng gần hết rồi. Em mày đọc lại một lần nữa cái địa chỉ ở đây để mọi người có thể qua thưởng thức những cái món mà nãy giờ em mày chỉ mọi người nha. Đó chính là số 1 Vũ Tông Phan, đúng không? Đúng rồi. Nào giờ chạy qua đây không mà ai mà nhìn địa chỉ đâu, hồi nào đâu trời đâu biết. Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2 nha mọi người. Đó. Sinh tố Thi Bù Lô nha mọi ngang người. Cái trường... Ngang cái trường ngang cái trường. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ di chuyển qua quán Honey Lao. Sao không xã? Hay với tao nhà mày ở đây hả? Hay với tao cũng cái trường gì đó mọi người. Thì bây giờ tụi mình sẽ di chuyển qua Honey Lao để ăn tối nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở đó. Mọi người, tụi mình tới Bitexco rồi mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ lên Honey Lao nha. Làm chi bắt dế gì? Nhảo chư. Ơi mọi người, tụi mình đã đi đến Honey Lao ở chi nhánh Bitexco rồi nè mọi người ơi. Này. Say hi. Này. Tụi mình đã gọi hai loại nước lẩu quen thuộc, đó chính là lẩu cà chua với lại lẩu xương nha mọi người. Và gọi đóng topping luôn để mình quay cam sau cho mọi người xem nha. Ta ta ta. Bên đây là lẩu cà chua, bên đây là lẩu xương.
đó, thịt bò honey lao, cái gì, thanh cua, ba chỉ bò, bánh bao chiên, đó. Chẳng mấy khi mà tôi búa được cái đầu nữa trời, tôi vẫn không nhìn kiếp tôi búa được cái đầu nữa vậy đó. Em thì đã nhờ hai đi leo rồi nha, tháng này với em trừ 2 ngày lương. Khúc này nhạc bản quyền. Bình thường mà tôi không có bồ là mấy khúc này tôi cho tôi giỡn dữ lắm luôn. Tôi dài dở bồ. Cái này tôi chặt cái ảnh rồi đó. Ảnh anh đang làm xiếc đó mọi người. Anh tiết mục xiếc đó. Anh ơi, nhỏ bạn em chưa có bồ nè, nó nhỏ này đi. Nè anh. Anh lấy cọng mì anh xiếc cổ đi em đi. Ê, chụp con mì mày cắm cắm cắm. Lớp. Anh mua muối để mày chụp con mì. Ăn chả giò. Bé ơi, em ăn hết chả chừa giò đạp chết đĩ mẹ. Em ăn hết chả chừa giò đạp chết đĩ mẹ. Chả giò. Rồi em tình yêu em như bát cháo lòng, em ăn hết cháo chừa lòng yêu ăn đó. Thì cái này là tình yêu như miếng chả giò. Em ăn hết chả chừa giò đạp chết đĩ mẹ. Bực đi. Mày ơi, mày hỏi nói mày cũng vậy thôi à. Mày cũng là mẹ người ta thôi à mày ơi. Cái gì? Tao có năng nghĩ đâu bây giờ đâu. Tao khóc. Khóc không cho nó ngủ. Mày sao quá anh? Mày sao? Mày biết kêu kể? Mày biết sơ sơ được rồi, biết chi nhiều. Thường không tắm rồi, bỏ hết 5 ngày không tắm. Cái này chỉ ở nhà cái này biết. Nhưng mà mà ác chưa. Ủa, cái nó coi thường tôi thêm đi. Bình thường nó coi thường tao rồi đó. Có lẽ. Có coi thường nó không? Tôi bình thường. Nó có chát tao á. Anh có nhớ em không? Anh bình thường. Má, lúc mới yêu nha, anh muốn đi du lịch với bà xã quá à. Lúc đó chán rồi, các bạn, anh kêu hết dịch hai mấy mình đi Vũng Tàu, nên em thích đi Vũng Tàu. Anh kêu à, nó chơi bữa hôm qua. Xong cái hả? Tao nói mệt luôn, nó chém mà thể hiện rõ luôn mà tại tao lì, hiểu không? Mắt lì như chó vậy. Kể cái vụ đi câu cá cho không? Cái lúc có được hả? Mất cười lắm. Họ gánh gì đó lập ghi kế hoạch cho tao là hả? Tao phải mấy ngày là tao không được nói chuyện với người Tài. Lạ hả? Là kêu là tao không có được nói chuyện nhiều với nó nữa. Nè kêu là tao không được nói chuyện nhiều nó nữa tại vì nó đang quá chán mày rồi. Cái kêu á giờ nó đang rất là chán mày rồi, mày đừng có nói chuyện với nó nữa.
xong cái tao nhìn mấy ngày á mới vô trong kem đi đứng con cá tao lấy mày ngủ đi con cá sao á tao không dám nói cái gì luôn mày tao nói trong kem là nhân vật ảo thế giới ảo không tính lúc mới quen đó nó nói hả nhìn tao ở ngoài cũng giống trong hình này không khác gì chân á cái gì à không chán á kêu à không lẽ lúc đó tao nói mình xấu má mày biến mày giờ thấy thằng đâu mày thấy thằng sao mày đó đi má cũng có chán hả tháng nào á mình là mình muốn hâm nóng tình yêu mình hết mình sợ hai đứa chán rồi tháng nào mình cũng hát cho nó nghe mình hát nó nghe chúc ông xã một buổi sáng tốt lành nha cái kêu cái nó trả lời nè anh đi viết nhà đây nó, ủa em mới hát cho anh nghe xong mà anh nói hay hả nó ừ anh biết rồi ôi dạ trời má nó cảm giác như tao là đồ bỏ đi vậy trời đó nhớ cái cuộc đời luôn cái gì à, lúc lúc mới quen nha nó trả lời tao chậm một chút xíu thôi nha mà tao kia đó mình kia mình giận dỗi mình nũng nịu dễ thương cái anh nó ừ xin lỗi đi rồi em mới nói chuyện với anh tiếp mới lúc mới yêu thì xin lỗi mà sợ mốt anh không trả lời em chậm nữa này kia nha muốn quá chán rồi nha cái mình cũng giả bộ mình giận dỗi mình lẫy á anh xin lỗi em đi rồi anh mới nói chuyện tiếp cái kêu làm gì xin lỗi mắc gì xin lỗi con làm gì mày biết anh chỉ chính quyền của em thằng này nó xử tệ con gái nó ông đã bánh ba đi ngon lắm mày cho ăn cùng chỗ cho bánh bao đồng ý như đồng mấy âm thảo nữa ở này không có này không lên Sài Gòn kìa hẹn nhỏ nha cà phê đấy chạy hẹn hai nhỏ rồi đó hả? Nó chuyện rủ cà phê rồi đi chạy chuẩn bị lên Đà Lạt nó rủ nhỏ cho Đà Lạt nó đi rủ nhỏ trên Đà Lạt ra mày mày vú tao đây nhỏ sao vú à vú tao đây nhỏ lắm tao hết giỡn mày mới giỡn gì cho bác đúng rồi mày uống rồi điện thoại đi ra điện thoại tôi chở Mỹ Linh ra địa điểm tiếp theo đi rồi tôi phải về đâu mà đi tìm đi tìm đi đi vậy thôi vậy thôi em đi đi rồi còn quanh đi vậy thì vậy chị con cái màu đỏ là cái tâm chị con quanh về đi gọi meo đi về chứ 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 meo mặc đồ vậy là phong cách gì mọi người mặc đồ với cổ áo vậy là phong cách gì mê la phi sầm hay phù thủy một triệu 414 nghìn chị trả không chị hả một triệu 414 nghìn bữa nay chị mời mà
em mới đang kem kem dâu tình yêu. Dở quá. Bây giờ tụi mình sẽ đi đâu nữa ta? Tôi sẽ đang làm như mọi người. Một cái màn kết rất là quen thuộc từ những ngày đầu tiên làm vlog luôn. Lúc nào trước khi về nhà cũng là sẽ đồng hành hết. Hả? Mời em về rồi sao? Hẹn gặp lại mọi người ở bên chỗ sữa đậu nành nha. Bye bye mọi người đi. Đẹp không anh? Đẹp không? Nhìn được không? Được đúng không? Được. Rồi hai mọi người, bây giờ là mấy giờ ba? Mấy giờ? Giỡn hoài, ngủ không chết luôn. Nhiều. Xạo. Ủa nãy giờ mới 12:50 hả? Này gì là nãy giờ mình ngồi ở đây mấy tiếng rồi ta? Ngồi từ lúc 10 giờ mấy 11 giờ. Ờ ngồi mấy tiếng đồng hồ mọi người. Nãy giờ uống cũng cỡ 15 ly nước rồi. Thì ngủ. Làm biến cái chuyện ngủ biến cái chuyện. Ê Mèo hôm qua chị với Mèo lắng giùm cái ban giảm thanh vô đi. Ông sợ quá. Hôm qua mới lên, hôm qua chị với Mèo gặp cái ông kia mặc áo bi đội nó gáp cầm cái thùng phút đi chở bà kia đội cái nón cô chét đụng tao không biết bên công ty nào luôn quá hấp cẩm quá trời cái áo là chủ. Thì em thì nghĩ là vlog đến đây cũng đã có cái thời lượng tương đối khá là dài rồi, cho nên là em thì sẽ kết thúc vlog ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Đừng quên nhấn like, share, subscribe. Ở đằng này có cái bãi tập kết người yêu cũ, bởi vì nãy giờ mấy xe chạy ngang quá trời. Bãi gác này tên gì ta? Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh Quế Nhân Gian nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.